nhiều khi chết là do sâu định thân hết rồi. Ai chặt đến cho ta chặt đến chặt hết cái tên này. Không ai lấy. Có xịt của mình cho. Đấy, người ta lấy cái. Đây, cứ xem ai lấy cho. Cây này chưa ai chết. Cái này nhiều quá sợ nó sót. Ôi, không gì sao vun luôn vào mấy góc ví này. Lấy nó bóc bầu không? Có chứ ạ. Bóc cái bóng đen gì? Ừ, cái đeo bóc. Có, phải bóc dễ nó mới bó ra, bò ra được chứ không bó. Nhưng mà nó chưa sống hẳn nhưng nữa, nó vẫn heo heo ốc đây, nắng hả? Mới thả được 4 hôm, 3 hay 4 hôm. Ở đằng kia cháu thả lâu ghê rồi mà. Cây nó bây giờ nó gọi là hồi hồi cây. Quỳnh với Linh, Quỳnh học mà Linh chơi bên cạnh, Quỳnh gần trả ấy để gần Hưng.